Xin chào mọi người, đây là trận đấu giải Battle Royale trên bản đồ là Mayalands. Đối thủ của mình là Bambi, cấp 24. Đầu trận thì mình đã nhận được hai cái hộp ở phía gần lính của mình. Sau đó thì mình cho lính chạy lên phía đồi. Khi xuống đồi thì một con lính một gặp lính của bên xanh. Lính của bên xanh đã tấn công nhưng mà con lính một đó đã chạy thoát. Tuy nhiên chỉ còn một tí xíu máu. Ở phía trên thì có một con lính của mình cũng đã bị lính xanh tiêu diệt. Ở chính giữa bản đồ đang xuất hiện hai cái hộp to thì quân của mình đã chiếm được cái hộp ở phía dưới, còn hộp phía trên thì bên xanh đã chiếm được và ăn được một con tăng một. Mình cũng ăn được một con tăng một từ cái hộp ở phía dưới. Ở trên đồi đang có vài con lính, trong đó thì có con lính 3, tức là lính phun khói của bên xanh. Khi thấy quân của mình kéo tới thì bên xanh đã kéo quân xuống cái đồi, tuy nhiên thì tăng một của mình đã chạy phía trước chặn lại. Cho nên là quân xanh đã rút quân lên phía đồi trở lại. Còn con tăng một của mình thì đang chạy quên góc bên phải để kiếm các cái hộp để nhặt. Bên xanh đã kéo tăng một lên phía đồi. Mình đã nhặt được một con tăng 2, còn bên phía xanh thì vẫn chưa thấy con tăng 2 nào. Có thể là bên xanh đã nhặt được tăng 2 rồi nhưng mà mình chưa có thấy thôi. Vì cái giải đấu này sẽ ưu tiên của bên xanh nhiều hơn là bên đỏ. Chỉ cần 2 phút mấy thôi là bên xanh có thể nhận được tăng 3, tức là con rút luôn. Khi con tăng 1 của mình đang tranh cái hộp to ở phía trên thì có rất là nhiều lính 3 tập trung ở đó. Và cái con tăng 1 của mình đã bị tiêu diệt. Mình đang cố gắng để nhặt cái hộp ở bên tay trái. Các cái hộp bên tay trái xuất hiện rất là nhiều. Đồng thời là có thêm cái hộp to ở phía dưới nữa. Nhưng mà trên phía trên đối thủ cũng có một cái hộp to luôn. Nhưng mà là mình lại nhặt được một cái con là xe chuyên dụng 2. Cái con xe chuyên dụng này thì mình chưa có nâng cấp nên rất là yếu, hầu như là yếu nhất trong cái đơn vị của mình luôn á. Bên tay phải của mình là đang có một con tăng 1 và một vài con lính. Thì bên đối thủ đang kéo rất là đông quân bên bên tay phải và có tăng 2 luôn. Mình đã cho quân lên đồi trước đối thủ rồi nhưng mà đối thủ vẫn ở phía dưới để nhặt cái hộp to và cái hộp nhỏ. Lúc đó thì mình đã cho con ma mo từ trên đồi tấn công xuống dưới đồi. Ở bên phía đồi đang xuất hiện một cái hộp to. Còn ở xung quanh thì vẫn có 2-3 cái hộp. Nhưng mà trên đồi của mình thì có thêm một vài con bắn tỉa nữa. Đối thủ của mình thì có rất là đông lính 2. Những cái con lính của mình đã bị những con lính bên xanh tiêu diệt nhanh chóng. Cũng may mắn là lúc nãy mình đã cho một vài con lính rải rác xung quanh để nhặt các cái hộp ở phía trên và phía dưới, cho nên là mình vẫn còn lính. Đối thủ đang có 2 con tăng 1 phía trên và phía dưới. Cái khúc này là khúc quyết định nè. Mình đang kéo những cái con lính rải rác của mình còn sót lại để tiêu diệt 2 cái con tăng 1 bên xanh. Có một cái hộp to đang xuất hiện cái khúc này thì lính của mình sẽ tập trung vô và tranh cái hộp to đó và đồng thời tiêu diệt cái con tăng 1 này luôn. Cho nên là giải đấu này phụ thuộc vào may mắn, nhưng mà theo mình nghĩ là bên xanh sẽ có nhiều ưu thế hơn. Mình còn lại một con tăng 1 và chỉ có một vài con lính thôi mà đã quyết định được trận đấu. Cảm ơn các bạn đã xem.